so sánh hai đôi găng GK Futsal và HO Soccer sau 5 tháng sử dụng sẽ như thế nào anh em cùng theo dõi hết clip để đón xem điều bất ngờ nhé đầu tiên là HO Soccer đây là mặt mút mà khi mà mình mới mua về đây anh em và đây là sau 5 tháng nó chinh chiến cùng mình anh em thấy sự khác biệt rõ rệt không đôi này thì mình sử dụng ít hơn đôi kia rất là nhiều nhưng mà anh em thấy đấy mút chẳng còn gì cả tiếp theo là đôi Futsal san thật sự bất ngờ và đây là sau 5 tháng sử dụng của nó Đôi này thì mình sử dụng với tần suất cực kỳ nhiều luôn Anh em theo dõi mình thì có thể thấy là clip nào mình cũng đeo đôi này hết Bởi vì nó là một đôi găng phù hợp với đôi tay của mình ấy là là mình rất thích đeo nó ra sân anh em ạ Đôi GKVN này có giá là 450k Thua đôi kia lên đến 200k anh em ạ Anh em có thể thấy là độ bền của đôi này quá kinh khủng Mới đầu mình cứ nghĩ mút New Basic thì không được bền cho lắm Nhưng mà thực chất mình đã sai anh em ạ Đấy, thời gian nó chứng minh tất cả Và mình cảm thấy khuyết điểm duy nhất của đôi San GKVN này là cái phần đai quấn cổ tay nửa vòng anh em ạ Nửa vòng thì không thể nào cho cảm giác chắc và an toàn như đai quấn của tay một vòng như HO Soccer được cả. Với tầm phân khúc giá tiền là 450k một đôi thì mình cảm thấy GKVN Futsal vẫn là một đôi găng quá ngon để anh em chơi sân năm. À quên, GKVN đang có chương trình sale giảm 10% cho tất cả những mẫu găng. Đôi Futsal này cũng được giảm 45k, nay chỉ còn 405k một đôi thôi. Anh em tranh thủ săn sale để chiến nhé. Là mình, mình sẽ chọn GKVN Futsal để đồng hành. Còn anh em thì sao? Comment phía dưới giúp mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Nhớ follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nha.